Khi về già, làm sao để duy trì lòng hiếu thảo của các con? Kính chào quý khán giả đang theo dõi trên kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, chuyện hiếu thảo với cha mẹ thời nào cũng có nhiều chuyện để bàn cãi. Khi cha mẹ tuổi cao cũng là lúc phải nương tựa vào các con và mong mỏi nhận được lòng hiếu thảo từ chúng. Nhưng trên thực tế, rất nhiều bậc cha mẹ không được con cái báo hiếu mà thậm chí chúng còn tìm cách lấy đi tài sản, tiền bạc còn lại của cha mẹ mình. Ngày xưa người ta thường hay nói, hiếu thảo với cha mẹ thì sinh con ra chúng sẽ hiếu thảo lại với mình. Nhưng xem ra thời nay đã khác rồi, sinh con và nuôi dưỡng chúng nên người là trách nhiệm mà bất cứ bậc cha mẹ nào cũng cố gắng hoàn thành, dù trong những điều kiện khó khăn nhất. Khi về già, bạn có thể mạnh miệng nói rằng, tôi tự lo cho mình được, không cần con cái chăm sóc. Đó là lúc bạn còn sức khỏe, còn tài chính dự phòng, còn tài sản. Đây là nền tảng tốt cho một tuổi già tự do, không ràng buộc bởi mọi thứ. Nhưng với thời gian, khi con cái bạn ngày càng già đi và chúng cũng có những mong muốn giống như chúng ta ngày trước, chúng cũng sẽ không thể dựa vào con mà phải sống một mình cho đến lúc qua đời, cũng y như cha mẹ của chúng. Ta lo cho con ta lại lo cho con chúng, đời người lại cứ xoay quanh cái vòng luẩn quẩn ấy. Lúc về già, không ai có thể bắt buộc con cái có hiếu với mình hoàn toàn được. Làm cách nào để duy trì mối quan hệ cha mẹ, con cái ở mức độ tốt nhất có thể? Dù bạn già hay trẻ cũng nên xem hết video này, chắc chắn bạn rút ra được nhiều trải nghiệm đánh giá. Bạn sẽ nói, tôi giáo dục chúng hàng ngày và chúng sẽ hiếu thảo với tôi. Nhưng trong thâm tâm bạn không dám chắc về điều đó. Tôi hỏi bạn, từ khi dựng vợ gả chồng cho chúng có gia đình riêng, chúng đã lo cho bạn được những gì, nấu cho bạn được bao nhiêu bữa cơm, cầm cho bạn được bao nhiêu tiền, hỏi thăm bạn được mấy lần. Khi bạn bệnh nặng, bạn hy vọng chúng sẽ chăm sóc cho bạn tận tình. Nằm mơ đi bạn, chúng sẽ vào thăm bạn, chào hỏi qua loa vài câu rồi biến mất. Bạn mong đợi vào sự hiếu thảo của con, nhưng bạn quên bản chất thực sự của cuộc sống buộc chúng phải quay đi để lo cho túi tiền và đám con của mình. Hãy nghĩ về lúc ta còn nhỏ, cha mẹ ta yêu thương ta như chúng ta yêu thương con cái của mình bây giờ. Nhưng khi ta trưởng thành và có gia đình rồi sinh con, ta sẽ dành phần lớn thời gian cho gia đình của mình mà quên đi mẹ cha. Các con của ta đang làm cái việc mà ngày xưa ta từng làm như thế. Cớ sao bạn lại phiền muộn và trách hờn chúng? Nếu bạn nói, tôi yêu cha mẹ của mình hơn tất cả, điều đó là chưa thật lòng. Bởi vì bạn chưa dám hy sinh mọi thứ vì họ. Bạn yêu bố mẹ là đúng, nhưng là khi họ còn sức khỏe, là khi họ còn tiền, còn nhiều tài sản và bạn nhìn vào đó hy vọng được chia chác. Nhưng khi họ nằm trên giường bệnh, bạn có còn nói như thế không? Hơn nữa, nếu lo cho cha mẹ, vậy gia đình của bạn sẽ ra sao? Thói thường, người ta yêu bản thân trước tiên rồi đến gia đình riêng, cuối cùng mới là cha mẹ. Đảo lộn các vị trí trên, các gia đình lớn nhỏ sẽ xảy ra xung đột. Trải nghiệm thứ nhất, có tiền để duy trì lòng hiếu thảo của các con. Nghe qua có vẻ cực đoan và tính toán, nhưng thực tế đã chứng minh điều này là đúng. Nên nhớ, tài sản của bạn phải nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Khi bạn còn tài sản, con cái sẽ cố hết sức để có hiếu với bạn. Lý do rất đơn giản và dễ hiểu. Khi bạn già đi, nếu con cái bất hiếu, bạn có thể lấy hết tài sản để hiến tặng từ thiện hoặc dùng tiền để vào sống trong viện dưỡng lão. Vì bạn có tiền, bạn có thể tự quyết định số tiền đó cho bản thân mình
hoặc đứa con nào có hiếu hạnh, đối xử tốt với bạn thì có thể chia tài sản cho đứa con đó, hoặc lập di chúc trước, chia đều để tránh việc tranh giành tài sản. Nếu có ai đó đến tôn vinh bạn, đó là họ tôn vinh tiền của bạn. Còn tài sản trong tay, cái lợi thứ nhất là bạn có thể tự lo cho mình mà không phiền đến các con cái. Cái lợi thứ hai là không để con cái của mình rơi vào con đường xấu mà bản thân chúng không hề muốn như thế. Thế thì quá trình nuôi dạy con cái hiếu thảo của bạn sẽ đạt được những mong đợi cơ bản. Ngược lại, nếu như chia tài sản trước khi bạn đi về nơi xa ấy, thì tôi nói với bạn rằng bạn sẽ đau khổ cùng cực vì sự trở mặt của con cái, sự bỏ rơi và khinh rẻ. Nếu bạn không tin, hãy nhìn xung quanh bạn. Những đứa con bất hiếu đã bỏ rơi cha mẹ của mình vì họ nghèo và phải sống dựa vào chúng. Đó là một bài học lớn cho tuổi già của bạn. Nếu bạn còn tiền, thì bạn là thần tài trong con mắt con cái của bạn. Nhưng nếu phân phát hết cho con cái, đến lúc già yếu, trong tay không còn đồng nào khi bạn cần con cái chăm sóc, bạn là thần dịch hạch trong mắt chúng, khiến chúng phải bỏ chạy đi thật xa. Chỉ cần bạn còn tài sản trong tay, bạn có thể kiểm soát cuộc đời của mình lúc về già. Nhiều người lớn tuổi sẽ nói, nếu xem video này sớm hơn, tôi sẽ không phải hối tiếc ân hận trong một mảng. Trải nghiệm thứ hai, bây giờ lỡ đã giao nhà, chia tiền cho các con hết rồi, con cái sẽ quay lưng lại với mình. Bây giờ ta bắt đầu hối hận và thở than. Tôi làm việc cả đời để lo cho con cái đi học, lập gia đình, rồi lập nghiệp, mua nhà, mua xe cho chúng. Tôi đã làm tất cả mọi thứ vì các con. Nhìn lại, tôi đã 70-80 tuổi rồi và tôi không dành dụm được tài sản nào riêng cho mình trong suốt cả cuộc đời. Trong hoàn cảnh này, làm thế nào để đảm bảo con cái vẫn có hiếu với mình? Đó chính là tổ ấm và tinh thần. Các bạn lớn tuổi nhất định phải nhớ, nếu cả đời chưa dành dụm được chút tài sản nào, phần này phản ánh giá trị con người của bạn. Mối quan hệ con cái không chỉ là mối quan hệ huyết thống. Bản chất con người, nó là sản phẩm của vật chất, cũng là sản phẩm của tinh thần. Tinh thần con người cần cái cảm giác thân thuộc, và tâm hồn con người luôn cần một bến đỗ. Và bến đỗ này là tổ ấm nguyên sơ nhất trong lòng người. Tổ ấm này không phải là tổ ấm nhỏ của con cái sau khi lập gia đình, mà là giá trị tinh thần cha mẹ trao tặng, theo nghĩa tổ ấm gia đình. Khi con cái thất bại trong cuộc sống, có thể là lúc chúng ở một mình, chúng sẽ nhớ nhà, nhớ đến cha mẹ. Và nếu chúng thành công, đang ở trên đỉnh vinh quang nhưng rất cô đơn và cô độc, tiêu hao rất nhiều năng lượng, sự kiệt quệ về thể chất, về tinh thần, chúng cần một nơi nương tựa để quay về bến đỗ đầu tiên của mình. Nơi ấy có hai người luôn nghĩ về chúng và sẵn lòng mở rộng vòng tay đón chúng trở về. Lúc đó, chúng chợt nhận ra rằng cha mẹ là lớn nhất, là vĩ đại nhất mà bao năm chúng đã bỏ quên. Giá trị của điều này là nơi trú ẩn của tâm hồn cho tinh thần con bạn. Đây là con át chủ bài cuối cùng trên ván cờ cuộc đời với những đứa con của mình. Đừng bỏ đi một ván bài tốt, cho dù con bạn đang làm việc tốt hay xấu với bạn. Nhưng khi chúng quay về nhà, bạn cần ngừng cằn nhằn những chuyện trước đây. Đừng nói quá nhiều về nỗi khổ của mình, những khó khăn trong cuộc sống tuổi già và bệnh tật. Đừng nói những điều không hài lòng về các con, dù chúng đối xử tệ bạc với bạn bao nhiêu đi nữa, thì chúng vẫn là con của bạn sinh ra. Điều này không thể thay đổi được. Thay vì oán hận lẫn nhau, làm cha mẹ, hãy bao dung và tha thứ. Hãy yêu thương chúng như thuở nào, vì ta xứng đáng là cha mẹ của chúng. Bạn có nhớ đã bao lâu rồi bạn không kéo con mình lại khi chúng thất bại, chán nản? Đã bao lâu rồi bạn không ôm con của mình vào lòng để vỗ về an ủi chúng, nói rằng
đây là bến đỗ mà con có thể tìm về bất cứ lúc nào khi con bị thương hay mệt mỏi từ bên ngoài. Hãy về nhà của mình con nhé. Chắc chắn một ngày nào đó chúng sẽ quay về. Hãy tin tưởng vào điều đó. Cha mẹ là đối tượng duy nhất để con cái tâm sự mà không sợ bất cứ nguy hại nào, và chúng sẽ nói thật lòng mình. Khi con quay về, chúng sẽ tìm được cảm giác quen thuộc, ấm cúng trong ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên. Chính tình yêu thương vô bờ bến của bạn đã giúp chúng thay đổi, trở thành một con người tốt. Chúng nhận biết rằng không thể thiếu vắng hai cây cổ thụ che chở cuộc đời của chúng. Nếu bạn là một người trẻ, sau khi xem video này, bạn muốn mình như thế nào? Chúng ta có thể hiếu thảo với cha mẹ ngay khi chúng ta không muốn tài sản của họ. Khi cha mẹ chúng ta già đi và qua đời, tài sản này cũng sẽ là của chúng ta. Lúc này, chúng ta hưởng ân huệ từ cha mẹ mà không có một chút ân hận nào. Nếu không hiếu thảo với cha mẹ, bạc đãi và hất hủi họ, dù bạn nhận hết tài sản, bạn cũng không thoát khỏi miệng đời nguyền rủa là một đứa con bất hiếu. Lương tâm bạn sẽ cắn rứt cả một đời. Chắc chắn bạn không muốn như thế, vì bạn còn những đứa con, chúng đang nhìn theo bạn để sống. Nếu bạn là một cụ già khi xem video này, thì hãy nhớ rằng nếu bạn còn tài sản thì tất cả tài sản đều thuộc quyền kiểm soát của bạn. Ngày nào bạn còn nắm giữ tài sản trong tay thì mối quan hệ cha mẹ, con cái sẽ duy trì ở mức độ tốt hơn. Lúc về già, dù sống thế nào, hoàn cảnh ra sao, điều kiện sống tốt hay xấu, nên nhớ chăm sóc cơ thể thật tốt. Có hai điều kiện tốt nhất mà khi về già ta cần có, đó là tiền và sức khỏe. Phải có một trong hai điều kiện trên. Không có nhiều tiền thì nhất định phải có sức khỏe. Khi bạn khỏe mạnh và khỏe mạnh đúng nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này thật đẹp và đáng sống. Hãy quan tâm về các vấn đề tinh thần của con nhiều hơn những khó khăn về vật chất. Hãy cho chúng thấy một bến đỗ tinh thần, một mái nhà đầy ắp tình thương yêu, một nơi trú ẩn ấm áp và an toàn. Hãy để con bạn, dù giàu hay nghèo, dù tốt hay xấu ở bên ngoài, nhưng khi quay trở về sẽ trở thành những đứa con hiếu thảo. Bởi chỉ có cha mẹ mới cho chúng được sự bình yên và yêu thương. Cha mẹ là người thầy đầu tiên dạy con nên người. Hãy vì chính mình mà làm gương cho con cái noi theo. Hai trải nghiệm trên có thể đúng với hoàn cảnh người này, nhưng có thể không đúng với hoàn cảnh người khác. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể linh hoạt áp dụng cho từng trường hợp khác nhau với tấm lòng vị tha và lòng yêu thương con vô bờ bến của người làm cha mẹ. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Chuyện cũ bỏ qua. Muốn chữa được bệnh thì cần phải có loại thuốc mạnh đủ liều. Chắc chắn tình yêu vẫn luôn hiện diện giữa ba mẹ từ bấy lâu nay. Bà cụ nói lớn trong điện thoại, vẻ ấm ức. Tụi bay về mà coi ông già tụi bay chờ trứng kìa. Tao chịu hết nổi rồi. Bên kia bàn, ông Tài cất tiếng lớn hơn, cố ý cho giọng mình lọt vào điện thoại. Tôi chờ trứng. Tôi nào giờ dám nói đụng tới ai đâu. Tôi còn phải dọn về nhà dưới ở mà. Ai ép ông? Xưa giờ ở cái nhà này, ông là lớn nhất. Ai dám đụng tới ông? Hồng dám. Bà Tài buông điện thoại, quay sang tiếp tục khẩu chiến với chồng. Ngân ngán ngẩm lắc đầu, nghe xong cuộc điện thoại đấu tố nhau của ba mẹ, đầu óc cô ủ đi. Ngân vào Zalo nhắn cho mấy đứa em. Ba mẹ lại gây gổ, ba ra ở riêng rồi. Việc họ suốt ngày lục đục vốn là chuyện thường ngày ở huyện. Số ngày ông bà thuận hòa chắc chắn ít hơn số ngày có chiến tranh. Vấn đề chủ yếu bởi tánh hay ghen của bà, mà bà ghen là bởi từ lúc mới cưới ông đã đào hoa. Lúc trẻ thì ông hay đi trêu ghẹo mấy cô mấy chị còn hơ hớ trong xóm. Tới giờ già rồi
vẫn thỉnh thoảng đá mắt nhíu mày với mấy bà quá bụa trong thôn. Mấy mươi năm ở với nhau, ông cũng không ít lần đi nhầm sang nhà người khác. Bởi vậy, bà Tài mới ghen. Ghen từ chuyện có thật, tới ghen bóng ghen gió. Có năm, chiều 28 Tết, cả nhà đang quây quần gói bánh chỉ vì câu nói chẳng hiểu vô tình hay cố ý của đối phương về cái tính hay ghen của bà mà cả hai nổi trận cuồng phong, từ đấu khẩu đến nhảy bổ vào nhau đấu võ. Mẹ Ngân cũng không phải kiểu phụ nữ ghê gớm hoàn toàn. Bà giỏi quán xuyến chi tiêu, đảm đang việc nhà. Nhưng ở đời mấy ai không có khuyết điểm. Cái tật của bà là nói sai, thủ vặt. Bà hay lôi những lỗi lầm quá khứ của ông ra để khích bác, trả đòn. Cứ vậy, không ngày nào nhà họ không có tiếng cãi vã. Mọi người nói, thương nhau lắm, cắn nhau đau. Ngân không biết có phải như vậy không, bởi vì rõ ràng trường hợp của ba mẹ Ngân không thấy khả năng đó là mấy. Ba mẹ cô sinh được 4 người con, 2 trai, 2 gái. Ngân là con cả, sau Ngân còn cô em gái và 2 cậu em trai út. Ngày còn đi học, Ngân không dám rủ bạn bè về nhà vì cô biết kiểu gì thì ba mẹ cũng sẽ cãi nhau. Mà nào có phải chỉ cãi mấy câu tức giận qua loa thôi. Hai ông bà luôn thủ sẵn cả kho ngôn từ ngược đỏ mặt để tấn công đối phương, không cần biết người nghe là ai. Ngân ngán ngẩm, các em Ngân cũng vậy. Từng đứa tìm cớ rời khỏi căn nhà tuổi thơ, cứ tưởng khi rơi vào cô đơn, ông bà sẽ tập dằn lại những cơn tam bảnh ngẫu hứng. Nhưng không, ông bà còn lôi kéo 7 con và chia luôn ra 2 phe. Ông Tài thường xuyên gọi điện cho Ngân và cậu em lớn kể tội nói xấu, than thở về bà Tài. Còn bà Tài thì kể tội nói xấu, than thở với cô em kế Ngân và thằng út. Ngân chỉ biết thở dài, chuyện chẳng có gì, nhiều khi chỉ là nồi cá bị mặn, cái sân chưa quét hoặc ao cá bên hông nhà chưa kịp cho ăn. Vậy mà cũng thành đề tài chiến tranh của ngôi nhà nhỏ nơi đồng quê. Mỗi người kể một kiểu, ai cũng thành nạn nhân. Thiệt tình Ngân không thể hiểu nổi ba mẹ. Họ khắc khẩu, thường xuyên cãi vã, bất đồng mọi thứ. Không ai nhường ai, không ai chịu sửa đổi tính tình. Vậy mà vẫn ở với nhau tới tận giờ, lần lượt có 4 chị em Ngân. Có lần Ngân đùa vui cũng là để dò ý ba mẹ. Ngân nói, ba mẹ chỉ giả bộ cãi nhau để giấu mọi người tình yêu nồng nàn dành cho nhau thôi. Người ngoài không biết, chứ con biết hết. Chưa dứt lời, Ngân đã bị mắng té tát vì ai cũng nói mình chẳng thừa tình cảm mà đi yêu kẻ làm mình nặng nợ. Ngân chới với câu nói nặng nề như vậy mà ba mẹ cô cũng thốt ra thì liệu có khi nào? Vì một lý do nào đó buộc hai người phải ở cùng dù trong lòng ghét cay ghét đắng nhau. Ví dụ như một thỏa thuận nào đó chẳng hạn. Thời sinh viên, Ngân có 1-2 lần yêu đương, chuyện tình mới chớm cũng chẳng đi đến đâu, bởi anh chàng nào cũng vậy. Về ra mắt nhà bạn gái xong là đều ra đi với cùng lý do, cần tập trung cho sự nghiệp, chưa muốn yêu đương. Ngân thừa biết lý do thực sự, nhưng thôi, họ nói tránh như vậy cũng coi như nể mặt mình rồi. Cứ vậy, chạm mốc 30, Ngân chẳng muốn yêu ai. Năm ngoái, đứa em trai lớn dẫn về cô bạn gái nhiều hơn 7 tuổi. Chỉ sau lời chào hỏi giới thiệu thông thường, thì hai ông bà đứng hình. Bà Tài vồ lấy điện thoại gọi cho Ngân. Em mày nó làm con người ta có bầu, mà còn hơn nó tới tận 7 tuổi. Giọng ông Tài xen vào. Bầu thì cưới, quan trọng gì? Nhưng hơn tới 7 tuổi đó, xung khắc, không được. Đợi mấy năm nữa đi, chỉ cần nó dẫn người yêu về thì bà đã đãi tiệc ăn mừng rồi, chứ ở đó mà bày đặt. Chỉ vậy, chiến tranh giữa hai thiên hà lại bùng lên. Cô bạn gái của em trai Ngân tròn mắt nhìn ba mẹ chồng tương lai đấu khẩu. À là ba mẹ chồng hụt rồi, vì sao hôm đó mới biết cậu em trai Ngân vì sợ ba mẹ không chấp nhận người yêu lớn tuổi hơn nên nói dối chuyện có bầu. Và rồi cô người yêu từ hôm đó cứ tìm cách tránh mặt.
Chẳng biết sau đó ra sao, nhưng cậu em Ngân chẳng còn đả động gì đến việc cưới xin nữa. Bà Tài thấy vậy thì bắt đầu lo. Thỉnh thoảng bà hỏi từng đứa, tụi bay có gì bất thường không đó? Ông Tài xen vào, giờ chỉ cần tụi nó dẫn người yêu về, trai gái gì cũng được, lớn nhỏ gì cũng ưng. Bà Tài cọp lại bằng giọng cà khịa, nó dẫn về một bà bằng tuổi tôi chắc cũng ưng ông hen. Vậy là hai ông bà lại cãi nhau. Mấy tháng trước, Ngân phải tức tốc xin nghỉ phép về quê vì bà Tài gọi lên khóc lóc. Mày về mà coi, ba mày đòi bỏ nhà đi kìa, tao không thèm giữ đâu. Nhưng trước khi đi thì phải có mặt đầy đủ con cái làm chứng, không thôi sau này đổ hết tội lên đầu tao. Ngân và các em về nhà trong đêm, vừa đặt chân đến cổng đã nghe giọng ông Tài véo von hờn dỗi. Cô Hai về rồi đó hả? Về mà coi hậu quả cô xúi mẹ cô làm đơn ly hôn với tôi đây này. Tất cả là nhờ cô hết đó. Lúc bấy giờ, Ngân mới nhớ ra chuyện lần trước về thăm nhà. Bà Tài ngồi lẩm bẩm suốt buổi trưa kể tội chồng bên tai con gái. Ngân hỏi bà Tài một câu. Con hỏi thiệt, ba mẹ sống với nhau như vậy có mệt mỏi không? Bà Tài hùng hồn. Mệt chứ sao không? Vậy sao ba mẹ không thử bỏ qua cho nhau để nhẹ nhõm một lần? Có chết tao cũng không bỏ qua tội lỗi của ổng. Cái gì cũng có thể tha, nhưng không chung thủy thì chỉ có đến chết mới bỏ. Ngân thở dài. Lạ thiệt, ba mẹ thề không nhìn mặt nhau mà cũng không bỏ được nhau. Bà Tài liếc Ngân một cái thật sắc. Hóa ra bà mang chuyện đó nói với ông Tài. Bà chỉ muốn ông biết. Còn Ngân nó nói tôi không bỏ được ông, tôi làm cho ông coi. Bà viết đơn ly hôn, bắt ông ký. Ông giận rồi đòi dọn đồ đi. Vậy là mọi chuyện rối tung lên. Ngân cười như mếu, ngồi phân tích suốt mấy tiếng đồng hồ, mọi việc mới tạm êm xuôi. Suốt 2 tháng, không nghe ba mẹ đả động gì đến, đối thủ chung một mái nhà. Ngân thấy hơi lạ, cô chủ động gọi về, lúc này bà Tài mới ấm ức. Ba mẹ bỏ xuống nhà dưới ở hơn tháng nay rồi. Trước khi đi, còn nói không được cho con cái biết, ai nói ra thì lỗi do người đó. Ngân giật mình khi nghe bà Tài kể. Căn nhà dưới là căn hai ông bà vốn định mua cho đứa em trai lớn để phần nó sau này lấy vợ, còn thằng út thì sẽ về ở với ông bà. Ban đầu ông bà không ưng căn nhà đó mấy vì hơi xa đường cái. Vậy mà sau này mỗi lần giận nhau với bà, ông Tài lại dọn đồ ra riêng. Lần này cũng không ngoại lệ, song điều khiến Ngân thấy lạ là ba mình đã dọn ra ở riêng gần 2 tháng. Những lần trước, chỉ 1-2 ngày là ông lại có chuyện cãi cọ với bà, rồi tức giận nói phải về canh nhà, không để bà bán nhà đi thì sao? Ngân gọi cho ba, khác với mọi khi, ông Tài chỉ than đường ống nước ở nhà dưới này bị hư, rằng ông định làm hệ thống nước nóng lạnh. Ngân lo lắng, không biết ba mẹ mình đã xảy ra chuyện gì. Mẹ cô cũng chỉ cho cô biết việc ông ra ở riêng mấy tháng nay, chứ không hề nói đến nguyên nhân. Ngân đành chịu thua, chỉ nhắn lại. Để con gọi thợ tới làm đường nước, có gì cần sửa, ba nói họ làm luôn, con thanh toán cho. Chuyện đó tới nay cũng cả tháng rồi, vậy là ông Tài đã ra ở riêng được 3 tháng. Mấy hôm trước, Ngân mua sắm ít quà gửi về trước. Cô muốn đợt tới về, không phải mang vác gì cho nhẹ. Điện thoại réo âm điệu quen thuộc. Ngân thở hắt ra rồi nghe máy. Giọng bà Tài nhanh nhẩu bên đầu dây. Ngân hả, nhà nhận được đồ rồi nghe con. Cũng lẹ mẹ ha. Ừ, mà sao con mua nhiều vậy hả? Thì con mua cho... Ngân định nói là mình mua cho 2 nhà. Câu nói chưa kịp trôi ra khỏi miệng thì Ngân nghe văng vẳng trong điện thoại tiếng ba mình. Bà ơi, nó có mua trà san tuyết cho tôi nữa nè. Giọng bà Tài vội vàng quay sang suỵt. Ngân hỏi mẹ có vẻ tò mò. Đang ở nhà ba hay ba đang ở nhà mẹ vậy? Giọng bà Tài thẹn thùng. Ba mẹ về nhà rồi, 2 tuần nay rồi. Ủa, vậy mà cứ 2-3 ngày con gọi về, hai người đều không nói gì. Bà Tài càng lúng túng. Ở thì sống tách nhau mấy tháng,
chứ có phải 1-2 ngày đâu. Nói ra cho tụi bay cười hả? Giọng ông Tài vọng vào. Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Ngân cúp máy, lơ lửng không hiểu đầu cua tai nheo, tâm trạng vui vui kỳ lạ. Ngân nhắn vào nhóm chat cho ba đứa em. Bà về nhà khi nào, có đứa nào biết không? Hai người nay nói chuyện ngọt lắm đó. Các em Ngân đều thả những icon kinh ngạc. Ủa, mới hôm qua em gọi cho ba, còn tưởng ba ở nhà dưới, ba có đả động gì đâu. Bà mẹ mình đúng là siêu diễn viên. Đúng là thương nhau lắm cắn nhau đau. Mà sao lần này ba mẹ làm lành dễ dàng vậy? Đợt này về phải lấy khẩu cung hai người mới được. Những dòng chat hào hứng nhảy lên liên tục. Ngân tủm tỉm cười. Có lẽ vậy, muốn chữa được bệnh thì cần phải có loại thuốc mạnh đủ liều. Chắc chắn tình yêu vẫn luôn hiện diện giữa ba mẹ cô từ bấy lâu nay. Chỉ là nó thể hiện dưới một hình thức khác. Bởi lẽ làm gì có kiểu mẫu chuẩn cho thứ tình cảm lạ lùng này. Ngân nhìn ra ngoài phố qua khung cửa kính. Mấy đó đã giữa tuần, mấy ngày nữa thôi cô sẽ lại về với ba mẹ. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.